Ban đầu thì gia đình cũng hơi là bất ngờ, bởi vì mình là trai tân mà, tại sao lại lấy một cái người vợ đã có hai con riêng. Nhưng mà cái câu nói mà của hai đứa nhỏ con của Phương khiến cho em cảm thấy ấn tượng nhất, đó là: con có thể gọi thầy bằng ba không? Trời ơi, cưng quá vậy. Thì mình cảm thấy là ồ, chắc là một cái điều gì đó đã được sắp xếp và được lựa chọn. Ừ, nó chủ động nó hỏi luôn. Dạ, nó chủ động nó hỏi. Cái thời gian mang thai của em nó gọi một là cái là nhiều bác sĩ từ chối không dưỡng. Tại sao? Bắt phải bỏ thai, tại vì em là vừa một thai sống và một thai lưu. Dạ, đôi em song sinh đúng không? Dạ. Nhưng mà cái thai lưu của em gọi là thai ngoài tử cung của cái đoạn kẽ tử cung nữa, nên nó rất là nguy hiểm. Được chào quý khán giả của chương trình Vợ Chồng Son, cũng như là chào hai MC của chương trình. Em là Quang Hiền và công việc chính của em hiện tại là ca sĩ và là giáo viên thanh nhạc. Mà sao nói chuyện như MC á? Dạ, cũng từng làm. Rồi, giờ mời vợ giới thiệu. Xin chào Vợ Chồng Son và cùng với hai MC. Em tên là Kỳ Phương, công việc chính của em là điều dưỡng và cái công việc phụ của em là một diễn viên. Hiện tại thì em vừa tròn 40 tuổi. À, là em làm diễn viên tự do hả? Bây giờ có thể là đáp ứng được lời yêu cầu của anh Quốc Thuận được không? Hát cho anh với chị Vân cũng như là khán giả nghe một đoạn thôi. Xin được gửi đến anh Quốc Thuận như là chị Vân cũng như tất cả quý vị khán giả một ca khúc mà vợ em rất là hay yêu cầu em hát ở những phòng trà. Đó là ca khúc Kiếp Đam Mê. Ôi, tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi, môi em ru nỗi đau tuyệt vời, khi màn đêm phủ lứa đôi là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cuồn say, bao khốn khó vụt bay. Tôi không cần và nghĩ ngại chi, ai chê bai thân tôi khờ dại, tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi đã biết đợi mơ. Ông thầy còn trẻ quá vậy hả ông thầy? Em theo nghệ thuật là lúc bao nhiêu tuổi cưng? Dạ, từ lúc em 10 tuổi thì em đã tham gia đội ca nhà thiếu nhi thành phố. Cho tới giờ thì chắc là 24 năm. Vậy là chắc biết nhóm Ve Sầu rồi đúng không? Dạ, nhóm Ve Sầu là anh chị ở trên của em một lớp. Ủa, em sinh năm 90? Dạ. Em sinh năm 90 phải không? Dạ. Cơ duyên nào mà chàng ca sĩ và cô điều dưỡng này gặp nhau? Ngày xưa là khi mà em có thi trường sân khấu nhưng mà em không được đi học, thì em phải là làm theo cái nghề mà giống như là ở nhà khuyên. Em đi làm một thời gian sau thì em mới vẫn muốn cái đam mê của mình. Em bắt đầu em đi học thanh nhạc, là em quen ảnh từ anh này là thầy giáo dạy thanh nhạc. Ủa, sao bây giờ học thanh nhạc sao giống tôi vậy? Hát học thanh nhạc rồi bây giờ thì là làm diễn viên. Tại vì hơi cũng không mạnh nữa đúng không? Dạ, cảm âm thì được, nhưng mà thí dụ mà có hát hơi dài hay cao là hát không nổi rồi đó. Cái lúc đầu tiên mà cô học viên này đến học á, thầy có biết về tuổi tác của cô ấy với mình hay không? Dạ biết chứ. Lúc đó thì mình cứ gọi là chị không à, cứ gọi là chị Phương. Sau lúc đó chị Phương có nói là để hỗ trợ cho Quang Hiền trong cái việc là chẳng hạn như là sắp xếp cái lịch trình để mà Hiền đi diễn, vai trò đó là trợ lý, thì cứ kêu là chị trợ lý. Sau khoảng thời gian mà tìm hiểu nhau, biết nhau thì mới biết là ồ, chị Phương này lớn hơn mình 6 tuổi. Mà sao một rừng học sinh mà mắc mớ gì lại thích cái chị trợ lý này? Thật ra nhiều thì học viên thanh nhạc xinh lắm. Do là lúc trước đậu vào trường sân khấu, có giấy báo nhập học luôn, nhưng mà lại rẽ sang một cái hướng khác. Cái người này rất là đam mê về nghệ thuật, biết đâu sau này là cưới cô này về rồi những đứa con của mình cũng sẽ được học nghệ thuật. Ba với mẹ cũng sẽ có một chung niềm đam mê với nhau, cũng sẽ cho con cái mình để mà tiếp tục với công cái việc nghệ thuật đó, của mình. Đúng không? Dạ. Rồi thầy nghĩ xa quá luôn á. Rồi đến khi nào thì bắt đầu cái mối tình nó bắt đầu nó thay đổi quan hệ giữa thầy trò và giờ thay đổi thành anh em? Mới đầu là thầy trò, trợ lý, quan thay đổi qua chị là trợ lý. Chị trợ lý, cái em trợ lý, em trợ lý, bé trợ lý, rồi vợ em trợ lý đó, vợ quản lý. Cái cột mốc mà có lẽ là mình nhớ nhất đó là cái giai đoạn mà hai đứa rất là buồn, cứ alo là chị Phương ơi bây giờ mình đi biển nha chị Phương. Khi mà ra biển á thì em có một cái thói quen đó là khi mà em buồn là em hay ra biển để mà mình trút hết những cái nỗi buồn của mình ở ngoài biển. Mà chị hỏi thì em buồn gì vậy? Rất là nhiều chuyện khác nhau, chẳng hạn như là ngày hôm đó mình tham gia một cái cuộc thi gì đó về ca hát là mình thất bại, mình cũng buồn. Công việc, xác định rõ là buồn công việc đúng không? Công việc, đại đa số là công việc. Rồi bé trợ lý này bé buồn về chuyện gì vậy? Em thực sự ra là giống như trong đầu mình nghĩ với mình là trợ lý mà, thì giờ ông lại kêu đâu mình đi đó. Nhưng mà thực sự là nhiều lúc em buồn thì không chỉ buồn về gia đình của mình thôi. Sẵn cái đà đó rồi mình cũng đi ra ngoài biển để mà thay đổi không khí tí xíu. Nghĩa là hai nỗi buồn nó xuất hiện một lúc. Có được phát lương không? Giảm học phí. Thôi. Thực ra là free luôn mới đúng á.
Nhưng mà có nợ 300 ngàn chưa trả. Bây giờ nhớ luôn đi học đó. Nhưng mà lúc đó thì thực sự là kinh tế mình cũng không có gọi là nhiều, cho nên đóng mà giống như đóng trả góp vậy đó. Trả góp phải không? Còn thiếu lại 300 ngàn. Như vậy là hai cái nỗi buồn nó gặp nhau cùng một lúc và cùng nhau đi ra biển để xả. Sau khi xả rồi hai đứa đi tới cái gì nữa không? Thực sự là lúc đó vẫn chưa có một cái ý nghĩ gì cả. Sau này thì mới thấy là chắc cái người này phù hợp với mình. Là mình tiến tới. Ra biển là hai đứa sẽ ngồi trên bãi biển vào ban đêm để ngồi tâm sự với nhau. Hay là cùng ngắm hoàng hôn. Không, cái đó nó lãng mạn lắm Thuận ơi. Tụi em nghĩ tới bữa đó đơn giản lắm. Bữa đó hai đứa đi ra dọc bờ biển thì ngồi ở sông. Nhưng mà xong rồi cái hai người ngồi đối diện nhau. Có nghĩa là mình chỉ hít cái mùi khí biển thôi. Là tự nhiên mình tỉnh liền. Bớt liền. Mình đó. Tỉnh. Rồi đi về hay ở lại? Dạ tụi em đi về trong đêm luôn. Sáng đi chiều về. Cái lúc đó là chưa có tình cảm đúng không? Chưa có tình cảm. Rồi mấy lần như vậy. Đó, tôi đang hỏi là cái cột mốc mà. Bởi vì tôi nói là cái lần đi Vũng Tàu lần thứ ba á. Đúng không? Dạ, cứ Vũng Tàu thì ông cứ đi ra Vũng Tàu thôi. Lãng mạn sao nè. Thật ra bây giờ để nói mà cái chuyện em với lại vợ em tỏ tình như thế nào thì chắc hả? Không nhớ luôn ha. Có nghĩa là mình không biết bắt đầu từ đâu. Không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà em chỉ biết được là cái buổi đi Vũng Tàu thứ ba đó là về là bắt đầu là hai đứa mới cảm thấy là người này có thể là người thứ hai của mình. Cũng có nhiều cái đắn đo lắm, tại vì em cũng đã là một đời chồng trước rồi thì nó cũng sẽ mình có những cái nó suy nghĩ lấn cấn lắm. Rồi nhưng mà được cái là anh này ảnh cũng tâm lý nên mình mới quyết định tiến tới. Ba mẹ ảnh thì cũng đồng ý. Nhưng mà là em là có con luôn chưa? Dạ em có hai đứa bé riêng luôn. Đó bây giờ nó ở với em hay là ở với ở cùng với bà của em. Bà cô. Nhưng mà ở với bên em, ở với bên ngoại đúng không? Dạ bên ngoại. Bộ không có một cục mốc nào để gọi là tỏ tình luôn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tính từ cái lúc mà đi nhậu mà lần thứ ba trên biển đó, ở Vũng Tàu đó, thì đến bao lâu thì hai đứa mới là kết hôn? Đến năm 2020 thì tụi em mới quyết định là kết hôn, trình bày rõ cái chuyện của hai đứa với gia đình. Ban đầu thì gia đình cũng hơi là bất ngờ. Bởi vì mình là trai tân mà tại sao lại lấy một cái người vợ đã có hai con riêng. Nhưng mà cái câu nói mà của hai đứa nhỏ, con của Phương, khiến cho em cảm thấy ấn tượng nhất đó là: con có thể gọi thầy bằng ba không? Trời ơi, quá vậy. Thì mình cảm thấy là chắc là một cái điều gì đó đã được sắp xếp và được lựa chọn. Rồi nó chủ động nó hỏi luôn. Dạ, nó chủ động nó hỏi. Mà bé mấy tuổi? Bé lớn như là 12 tuổi và bé thứ hai là 10 tuổi. Mà đứa nào hỏi, bé lớn hay bé lớn hỏi? Em nghe bé nó hỏi câu đó rồi là em trả lời bé làm sao? Cảm xúc là giống như là mình thấy mình bật đèn xanh. Có nghĩa là mình vẫn sợ cái cảm giác là liệu mình không phải là một người cha ruột của bé, là bé nó có chấp nhận hay không. Sau một khoảng thời gian là đi ăn, đi uống, đi chơi rồi nọ thì mới thấy rằng là hai bé nó cũng chia sẻ với mình cái niềm vui của nó, cái nỗi buồn của nó. Và mình cũng học được từ nó ở một cái, đó là yêu thương thì mình cứ đến với nhau. Bé là bé gái hay hai đứa gái hết? Hai đứa gái. Trời ơi. Và tụi em cũng vừa mới đón một đứa con của hai đứa cũng được 17 tháng. Trai hay gái? Gái. Dạ, con gái luôn. Trời ơi. 17 tháng. Vậy là hai đứa là kết hôn bao lâu rồi? 2020. Là 4 năm rồi. Trời, chúc mừng nha. Đó. Bữa này mà em có con gái em lời lắm á. Với lại ông xã em cũng thích con gái chị. Bên nội của bé cũng là không có gái luôn, chỉ có mình nó là cháu gái á. Vậy hả? Dạ. Cưng vậy là mấy bà cô, mấy bà bác cưng dữ lắm á. Dạ. Hai em đám cưới xong thì là có em bé liền đúng không? Dạ không, tới 2022, 2 năm sau á. 2 năm, có con như vậy thì nó có dễ hay không? Cái thời gian mang thai của em nó là gọi là cái là nhiều bác sĩ từ chối không dưỡng. Tại sao? Bắt phải bỏ thai, tại vì em là vừa một thai sống và một thai lưu. Sinh đôi á. Em song sinh đúng không? Dạ. Nhưng mà cái thai lưu của em gọi là thai ngoài tử cung của cái đoạn kẽ tử cung nữa, nên nó rất là nguy hiểm. Khi mà phát hiện ra là các bác sĩ bắt buộc là phải bỏ luôn cái thai sống. Lúc đó là mới có 8 tuần tuổi à. Em mới quyết định là em cứ cố gắng em giữ. Thì em giữ được cho tới 37 tuần. Ráng được tới 37 tuần thì trong một năm em mang thai đó là em phải nghỉ làm á. Nhưng mà là em nằm ở trong nhà hay là nằm viện? Em nằm viện cũng hết 3 tháng á. Bác sĩ có bỏ cái thai lưu đó đi không hay là không, em song song luôn? Em song song luôn á chị. Tại vì cái thai lưu nó đâu có phát triển. Thực sự ban đầu á đưa ra rất là nhiều giải pháp. Từ 22 tuần cho tới 24. Rồi cho tới 30 tuần. Rồi tới 36 tuần là vẫn đưa ra cái giải pháp là sẽ xẻ cái tử cung ra và mình sẽ may cái tử cung lại, đồng thời mình giữ luôn cái phần thai còn sống bên đó. Nhưng mà bác sĩ mới nói là nếu mà cái phương pháp đó thì nó cũng sẽ không có an toàn cho đứa bé bên này. Nên là tụi em quyết định là tụi em giữ luôn, nhưng mà vẫn phải ký cam kết với bác sĩ là nếu như có vấn đề gì xảy ra bệnh viện sẽ không có chịu trách nhiệm, bởi vì đã đưa ra những cái mức độ nguy hiểm nó khác nhau rồi. Nó nguy hiểm lắm á, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn cả con. Mẹ, đúng rồi, đúng rồi, cả mẹ lẫn con á. Nên là bên phía bà ngoại cũng lo quá trời lo luôn. Cái lúc mà em hay tin vợ mình và con mình như vậy đó thì lúc đó em
em như thế nào? Cái khoảng thời gian đó là gần như là em bị về tâm lý. Mình không biết ông trời sẽ rẽ cho mình một cái hướng nào, và liệu mình có được đứa trẻ này hay không. Rồi mình có mất vợ mình không? Stress luôn chứ dẫn. Và sau Covid nữa thì cái nghệ thuật nó lại chận lại một cái rất là khó. Thời khoảng thời gian đó hả, em khó hiểu lắm. Mình chỉ biết cách là mình cầu xin trời thôi. Có ai đó để mà giúp cho em để mà vượt qua được cái khoảng thời gian đó? Gia đình có hỗ trợ cho hai đứa không? Em nghĩ là bên vợ nhiều hơn, tại vì ba mẹ em mất hết rồi. Trong vòng 2 năm thì cả ba bà mẹ em đều mất hết. Trong đợt Covid hả? Dạ. Ba mất là vừa sau Covid mấy tháng. Sau Covid mấy tháng. Do ông bà bệnh hay là ba bà? Dạ, ung thư, bị ba ung thư. Bệnh. Thôi, nên là mình sẽ không có cái điểm tựa. Đúng rồi. Lại thêm vợ đang gặp những cái vấn đề nữa. Dạ. Vậy thì lúc đó cái gì giúp cho em vượt qua được mọi thứ? Em nghĩ là sự chia sẻ của hai vợ chồng. Bởi vì có những lúc mà hai vợ chồng em tranh đấu rất là nhiều. Mình giữ lại hay là mình bỏ lại đứa trẻ. Có những lần mà gần như là chuẩn bị là sáng ngày hôm sau đi lên bệnh viện là để mổ ra bỏ bé. Nhưng mà khi mà lên tới nơi thì cô ấy lại nói thôi em còn thương nó quá, em giữ lại, em không bỏ. Hơn ai hết mình cảm nhận được là mình vẫn ổn, đúng không cưng? Có nhiều người nói chứ em trong nghề mà tại sao em lại như vậy, em không biết thương bản thân em hả? Mà em vẫn có thể sanh được, nhưng mà em biết khi nào em sanh nữa đâu chị. Cho nên là thôi em cũng ráng giữ. Mà khi mình cảm thấy cơ thể mình ổn, cơ thể mình không có cái gì mà thấy đứa trẻ mình nó vẫn đạp bình thường thì làm sao chị bỏ được? Cũng may á, tại vì em có trong nghề nên em hiểu được cái điều đó. Chứ nhiều khi những người mà họ không có trong nghề họ sẽ rất sợ. Họ hoang mang kinh khủng. Rồi giờ bà nhí rồi bà lanh không? Lanh lắm chị ơi. Trời đất ơi. Giống như diễn viên hài hay sao? Chúc mừng nghe. Là hai đứa có nghĩ rằng là sẽ đón hai bạn nhỏ về ở chung luôn không? Dạ có chứ. Tương lai mình sẽ như vậy. Đúng rồi. Bây giờ thì cuộc sống kinh tế thì của hai vợ chồng đã khá hơn so với trước đây chưa? Em nghĩ là nó vẫn còn đang rất là trầy trật, nhưng mà bản thân mình cũng sẽ cố để mà vượt qua cái giai đoạn này. Ok. Mà sau chương trình này rồi anh nghĩ rằng là em sẽ có thêm nhiều học viên nữa. Các bạn nào đam mê hát, chưa biết cái cách mình hát như thế nào cho hay, cho đúng nhạc lý thì chúng ta có thể liên hệ với thầy Hiền. Bây giờ mình qua trang sau đi. Trang em tiếp theo. Em không lỡ đi hỏi. Em biết cái trang sau mà đúng không? Hai đứa vậy thôi đi. Vì mình chỉ hỏi cái mong muốn thay đổi đi. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì để ảnh hoàn thiện hơn, và ngược lại. Đối với anh này thì ca sĩ mà chị rất là nhiều cảm xúc. Ví dụ mà ai nói một cái câu gì đó hoặc là anh suy nghĩ mãi ở trong lòng, anh giống như là đang sống trong cái sự suy nghĩ của người ta mà thực sự mình đâu có đâu. Cả nghĩ đó. Nên mình bớt nghĩ lại của người ta đi. Mình hãy sống cho mình trước đã. Mình là người nghệ sĩ mà, mình là của công chúng thì mình cái đi đã, rồi mình đừng có suy nghĩ lời nói người ta. Có bị stress không? Em bị stress bởi những cái suy nghĩ của ảnh á. Em bị stress hả? Em bị stress dùm cho ảnh á. Là em mong ảnh đừng có nghĩa là bỏ cái rác đi. Đừng lấy cái rác của người ta vô đầu mình á. Đúng rồi. Hay á, chúng ta hãy sống nhìn vợ và nhìn con của mình nó trưởng thành mỗi ngày. Và nhìn vợ mình sống vui và mình tận hưởng với cái hạnh phúc nhỏ bé trong gia đình mình. Đúng rồi. Để mình có năng lượng tích cực để làm gì? Để kiếm tiền thôi. Anh nghĩ là thầy Giáo Hiền trong chương trình này sẽ có thay đổi. Đúng. Dạ. Tại vì em cũng anh đã nhìn thấy được đôi mắt của thầy Giáo Hiền đã hiểu. Giờ còn có muốn thay đổi gì nữa không? Em muốn ảnh thay đổi là mình phải có một cái động lực là miệng lúc nào cũng nói với em là chết rồi, hôm nay anh mập quá, anh cần giảm cân. Nhưng cứ mỗi lần đi diễn đêm về là chị biết không, ăn mà ăn đồ cũng đồ béo nữa chứ. Thôi, đồ ngon. Như vậy là nói một đường là một nẻo. Đói, đi diễn khuya về đói chứ. Mình biết là đói nhưng mà bớt ăn đồ béo. Uống sữa, thầy Giáo Hiền, uống sữa. Ngày xưa ảnh là thầy giáo Phật, anh cũng đâu có lên cân nặng vậy đâu. Tự nhiên sao, tự nhiên lấy em về cho lên ký quá trời luôn. Hạp đó em, hạp hơi đó. Còn gì đâu? Bỏ thuốc lá bớt đi, thuốc lá hút quá chịu hút. Đó là những cái mong muốn của vợ. Qua những mong muốn đó thì khán giả cũng thấy được là những cái điều mà ảnh chưa được. Đúng rồi. Bây giờ tới Hiền đó. Em thì em nghĩ là em muốn vợ em chăm sóc bản thân nhiều hơn, rồi mình sẽ tự tin hơn, ngoại giao nhiều hơn. Tại vì nhiều khi thật sự là cái tính cổ nhát lắm. Sau này thì khi mà đi với em thì cổ mới bắt đầu là đi ra ngoài để mà tham dự những cái sự kiện hay là với những cái buổi ghi hình như thế này. Chứ ngày xưa là trời ơi thôi sợ lắm, không dám đâu. Rụt rè, dạ, nhát. Rụt rè, nhát. Chồng em nói vậy là đúng á. Tại vì mình là diễn viên thì mình phải tự tin ở mọi lúc mọi nơi luôn. Mình nghĩ là mình làm được là mình sẽ phải làm được thôi. Mình phải tự kỷ ám thị cho mình điều đó. Còn không thôi mình không làm diễn viên nữa. Còn khi mình đã xác định là mình là diễn viên thì mình phải tự tin về mọi thứ. Tự tin lên rồi khi mà đạo diễn ta mời làm phim thì tự tin mới diễn được chứ. Nó cứ động lại trong lòng của anh cái câu của con bé con. Con có thể gọi thầy bằng ba không? Anh rất xúc động. Anh không hiểu sao anh rất xúc động cái câu đó. Có nhiều câu lắm anh. Các em công việc nó thật tốt, kinh tế nó thật tốt, có một căn nhà thật to và trong căn nhà đó có tới 5 thành viên ở bên nhau và ăn cơm với nhau mỗi ngày. Cảm ơn anh chị. Dạ, em tên là Lữ Cường, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế công ty Catech. Rồi còn em? Dạ, em tên Nguyễn Thị Thế Bình, năm nay em 20 tuổi, em còn là sinh viên năm 3. Ồ, trời ơi. Sinh viên năm 3. Hơn nhau nhiều quá ha, gần một con giáp lận. Dạ. Vậy là cái bộ chú rể bị ăn hiếp dữ lắm rồi đúng không? Có bị ăn hiếp ai? Dạ em ăn hiếp chồng em. Ồ. Thì đúng rồi.
Thì vợ trẻ mà, trẻ hơn tới 10 tuổi lần chứ bộ. Có mèn nheo không? Người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. Em đang nhận là tiên đúng không? Chào ông tiên hả? Hai ông quen nhau trong trường hợp nào? Chúng em quen nhau qua trang Facebook ạ. Ai là người chủ động làm quen? Em là người chủ động làm quen. Anh hỏi thế thôi cho em biết câu trả lời. Làm dễ không em? Thì lúc đó em đang công tác tại Malaysia. Ở nước bạn mà em buồn lắm. Nên lên mạng mình chơi thì lúc đó mình thấy vợ mình trang điểm lè lẹt lắm. Lúc đó mình tưởng là đã đứng tuổi rồi nên mới làm quen. Ai đâu cuối cùng phát hiện mới 16 tuổi. Trời ơi. Ủa trong Facebook đâu mà hiện tuổi lên sao? Thì lúc đó em đâu để ý tuổi à. Em thấy mặt dễ thương là em cứ edit lại message thôi. Mà lúc đó em có trả lời đâu? Dạ, 2 tuần sau em có trả lời anh à. Em trả lời xong anh còn chửi em là chẳng. Ôi vậy? Dạ. Trời, tới 2 tuần mới chịu trả lời. Nhưng mà cái lúc mà em thấy chồng em ở trên Facebook á, thì cái ấn tượng của em và ảnh là sao? Dạ, lúc mà ảnh để avatar là đẹp khỏa thân mà theo kiểu nửa người á. Lúc mà em nhìn vô em chỉ thích là ôi sao anh này body sâu muối sao đẹp quá. Sâu muối đẹp hơn. Dạ có sâu muối. Ồ vậy đó hả? Chứ không anh ghép hình hả? Dạ không ạ. Nhưng mà lúc ấy sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm quen với anh này? Anh lớn hơn mình nhiều quá mà. Dạ tại lúc đó thì cũng tuổi trẻ đó chị. Thì em cũng thấy bạn bè em ai cũng có bạn trai bạn gái. Mà bạn bè em thì cũng có một vài người có bạn trai bạn gái bên nước ngoài. Thì lúc ấy em suy nghĩ là ừ anh này chắc đi Malaysia có tiền giàu lắm nên có thể là cưng chiều mình đó chị. Dạ nên em mới đồng ý là quen. Còn bao lâu thì em biết tuổi của vợ em? Em quen vợ em gần 1 tháng thì em bay về gặp vợ em lần đầu tiên, gặp ngay cái chỗ bệnh viện tâm thần ở dưới Biên Hòa. Hẹn nhau ở đó. Tại vì cái địa điểm đó rất dễ tìm nữa. Cái em đi hỏi bệnh nhân thần là ta chỉ. Rồi sao? Khi như vậy thì vợ em mới dẫn em đi ăn. Lúc đó em mới nhìn lại em nói em đừng có gạt anh nha, em bao nhiêu tuổi. Lúc đó vợ em mới khai thật là 16 tuổi. Rồi em sốc không? Lúc đó em sốc chứ. Sốc rồi. Một là chạy đi hay là chạy sầm vô. Cái này là mình đã phóng lao, mình theo lao. Và với cái độ tuổi của em, trò chuyện và tiếp cận cô bé này thì em thấy nó có sự khác biệt. Cái sự khác biệt rất lớn. Lúc đó thì vợ em chỉ muốn ngọt ngào, em làm em sẽ giận mà. Nên giọng của em lớn tiếng quen rồi. Em cứ nói chuyện rồi sáng. Nên lúc đó giờ suốt ngày cứ đòi giận hờn rồi chia tay miết luôn. Vậy chán không? Cảm thấy rất chán mà mình phải cố gắng. Đó là em còn ở bên Mã Lai không hay là đã chuyển công tác ở đây về đây rồi? Dạ lúc đó em vẫn còn bên Mã Lai chị. Em về nước lâu chưa? Hơn 5 rưỡi. Rồi em, cái giai đoạn mà ông xã em phải làm việc ở bên Mã Lai, em thì lại ở đây. Thì em một cô bé mà mới lớn như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Lúc đó thì em chưa có cảm thực sự là yêu ảnh. Bắt đầu em yêu ảnh thật sự là ảnh bị tai nạn giao thông bên Malai, là té xuống vực. Trong đó có 7 người thì có mình ảnh sống sót. Ồ. Thì bữa đó là nói ra là cái người lái xe là em. Nhưng mà do buổi tối hay chồng gây lộn nên buồn quá, không ngủ được. Đến sáng rất buồn ngủ, đâu lái xe được. Nên mình nhờ người khác lái. Thì do ảnh chạy xe như thế nào mình không biết, nó đang ngủ nữa. Thì lúc tỉnh dậy là chỉ biết nằm trong bệnh viện nè. Em nằm trong bệnh viện lâu không ạ? Em chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Trời ơi, người ta chết hết vậy đó mà mình chấn thương phần mềm thôi. Mấy người kia thì do mà không có sức bay an toàn á. Nên là họ rơi thẳng xuống vực. Còn cái xe thì treo lơ lửng ở trên nhánh cây á. Vậy là em là treo ở trên cây chung với cái xe đúng không? Chung với xe. Lúc mà em nghe cái tin như vậy thì cái phản ứng em sao, có bay qua bển không hay là như thế nào? Dạ thì lúc đó em chỉ là học sinh mà ba mẹ em cũng chưa đồng ý chồng em. Thì em chỉ biết là gọi điện với lại một cái anh kế toán ở bển đó của ảnh là cập nhật thông tin. Nhưng mà anh kế toán nó báo là chồng em giống như theo kiểu là chết lâm sàng vậy đó, 3 lần là tim ngừng đập. Thì lúc đó là em coi như là em hết hy vọng rồi. Là bắt đầu em mới tức tốc chạy từ Biên Hòa lên Sài Gòn để thắp nhang cho ông nội của ảnh, để mong sao mà ảnh tỉnh lại. Mà đúng thật sự màu nhiệm là ảnh đã tỉnh lại. Vậy là em là thuộc loại người ở dưới đó người ta chê em đó em. Sinh xuống hoài mà ta đuổi lên đó. Trời ơi, tức là em còn nợ cô này. Đó. Bắt buộc phải trả. Rồi, bên gia đình em cũng chưa có đồng ý về anh này. Dạ. Thì là điều gì mà khiến bà không đồng ý? Đó, em chỉ mới 16, 17 tuổi. Thứ hai là do trên lịch tuổi tác, do chồng em lớn hơn em nhiều tuổi. Nhưng mà em quyết vượt qua. Dạ, anh này cứ đi về về thăm gia đình em Tết những dịp như vậy. Bắt đầu ba mẹ em mới hiểu. Hai vợ chồng mới nói là thôi anh về luôn đi. Rồi mình xin cưới. Thế là được cưới. Dạ, đầu tiên thì chúng em chỉ xin là đám hỏi. Nhưng mà sau mẹ em đi coi thầy bói. Cái gì em kêu thôi ngày đẹp quá, rồi xong quốc luôn. Bây giờ lấy nhau rồi thì vui không? Còn chia tay nữa không? Dạ còn. Vẫn còn đó, thấy chưa? Đâu giờ sao đây em kể về cái tính xấu của này. Nhiều tính xấu lắm anh. Lúc mình quen nhau á, ăn cái gì uống gì cũng anh ăn trước đi, anh uống trước đi. Nhưng mà sau này về á, ăn xong gần hết rồi đó, bắt đầu mới là đang quên. Quên. Con nít nó khôn lắm em ơi. Ủa nhưng mà tại sao
Trước đó thì lại là cái gì cũng anh mà bây giờ cưới vậy rồi. Đơn giản thôi, con nít mà nó sợ bỏ độc á, giống như bí ngô giờ nó ăn gì nó mẹ ăn trước đi có ngon không con mới ăn. Đó. Rồi trẻ con thì có hay suy nghĩ những cái gọi là nó hơi bị xa vời chút xíu. Đó, kiểu là lãng mạn nè. Có không? Cái này lãng mạn không có. Lãng mạn không có. Không có, nhưng mà suy nghĩ thì cũng lãng sạn. Nghĩa là đọc trên báo hay là lên trên Facebook thấy người ta đòi chia tay vì lý do là chồng có vợ nhỏ vậy đó. Đầu về là mày coi chừng tao nha. Cái gì đó? Có khi nào mà kêu mày tao không? Rất nhiều anh. Ủa, rất nhiều. Dạ. Sao vậy? Sao kêu mà nhỏ hơn người ta mà kêu tao mày rồi? Dạ, chắc nó tại hồi mà lúc em mới quen ảnh được tháng á, cái tự nhiên có cô bạn gái cũ của ảnh chia tay mấy năm, tự nhiên thấy ảnh có bạn gái mới cái thì em đòi sống đòi chết. Cái anh này thì cũng nhắn tin qua kêu anh chỉ quen nó qua đường thôi nên em yên tâm rồi này kia, rồi kêu em đừng có tự tử nữa. Đó, thế là vô tình em đọc được, em tức cho tới đến bây giờ 6 tháng trước khi cưới, cô bạn gái đó từ bên nước ngoài cũng gọi điện về, xong rồi em mới gặn hỏi mà anh không trả lời, cái xong em cứ ám ảnh cái vụ tới giờ luôn. Cho nên là mỗi lần ấy là cái kêu mày tao. Với lại giờ em giống như kiểu là em ghét quá em kêu mày tao. Lên cơn ghét lên là kêu mày tao luôn. Với lại em kêu mày tao giống như kiểu như thân mật á chị. Yêu đương gì giống như thương gì phải không? Dạ, giống bạn bè thân mật. Nhưng mà Cường có cảm thấy thoải mái với những cái từ đó? Em thấy không thoải mái chút nào cả. Không thoải mái đúng không? Tại vì mình lớn tuổi hơn mà. Ví dụ như ở trong nhà, trong phòng riêng tư của hai đứa thì không vấn đề. Nhưng mà đi ra đường mà nó chỉ mày tao, mình thấy cảm thấy mình khó khăn lắm, khó chịu lắm. Đi ra đường cũng nói luôn hả? Đôi khi cũng có nói. Vậy chồng có xưng ngược lại mày tao không? Dạ không. Không dám hả? Không bao giờ. Không dám. Thử gọi cái là bắt đầu là lớn chuyện à. Tại vì anh suy nghĩ của em lúc nào cũng muốn là giữ hạnh phúc gia đình cả. Ngoài ra thì cái cô bé này ngoài cái chuyện xưng hô ra thì còn có khi nào mà đánh em không? Có, vừa đánh vừa la làng, ôi giời ơi là mình đã bị đánh hả? Vừa đánh chấm vừa thổi kèn luôn hả con? Rồi lúc đổi thừa vừa có mét không? Có mét mẹ không? Dạ có, em nói trời ơi tôi mét bố tôi vô coi. Cái cọc điện thoại cái anh này anh giật lại. Bây giờ một tuần là gây lộn bao nhiêu lần? Chà, chắc đến không sợ đúng không? Tại bây giờ là hạn chế bớt rồi. Thậm chí cả xưng hô mày tao cũng hạn chế luôn. Tại vì em đã quy định rồi, cứ người nào nói mày chữ là 10 ngàn. Tao chữ cũng 10 ngàn. Đánh như kinh tế luôn. Đó. Rồi bây giờ cho anh biết luôn, anh này ảnh có lộ ra những cái tính xấu gì không? Từ hôm vừa rồi em suy nghĩ mãi luôn, em chỉ để thấy được có 3 tính xấu thôi. Dạ, tại vì chồng em thấy thật sự quá hoàn hảo. Là từ may vá nấu nướng cho tới tất cả việc phụ nữ make up làm tóc em đều biết hết. Wow. Dạ. Bây giờ xấu là gì? Xấu thứ nhất là ảnh đi làm về leo lên giường không tắm, nằm đắp chăn ngủ luôn. Không, bắt đầu cái em kêu anh ơi dậy đi tắm đi, em cởi đồ giùm cho. Cái xong rồi cầm cái quần gì nè, thôi anh không tắm. Anh không tắm rồi anh mệt quá đó đúng không? Rồi dạ. Cái gì nữa? Cái thứ hai là thả bom quá nhiều. Tại vì phòng của tụi em mở máy lạnh á, thì cứ làm một tí ảnh đọc báo hay gì rồi xong bắt đầu là thả qua nơi sắp hết rồi thả qua kia. Rải rồi chị B52 mà rải đầy. Nhiều khi một tiếng mà rải tới 5-6 quả em bó tay luôn. Không biết nào lấy đọc thì đọc đi, lấy hộp bích lùi cho cháu mang. Hay coi gì nữa? Ảnh lâu lâu em nhờ làm việc thì ảnh cọc tính lắm, ảnh nạt lại em bực thì em nạt lại, cái bắt đầu anh ta ngồi im ru mình lâu lâu anh ta cũng có khóc nữa. Bé có tự kỷ. Dạ bé có tự kỷ. Nghe là một người rất là thiên hướng về gia đình á. Dạ. Và nội tâm á. Giờ sao rồi, chồng thấy vợ nhiều cái xấu không? Vợ nghĩ mãi mới ra được 3 cái xấu của chồng đó. Vợ thì nhiều xấu lắm. Đúng là con nít thì phải nhõng nhẽo rồi. Mình không nói rồi. Rồi cái xấu lớn nhất là nói mày tao. Còn cái là hay đòi mua đồ. Sau lưng thì kêu anh ơi, hai chồng để anh tiền nha, mốt mua nhà ở riêng. Nhưng mà trước mặt thì kêu anh ơi em thích này nè, mua này đi anh. Đó bản chất của nít. Nít là hay vòi quà. Nít là thích quà cáp vậy đó. Ở bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi đi. Bớt dữ dằn đi, ít nói mày tao đi. Ít nói hay là dứt khoát luôn? Hiện tại bây giờ em không yêu cầu là dứt khoát. Tại vì nếu mà đã nặng như vậy rồi mà còn dứt khoát thì khó lắm. Thì bớt thôi. Rồi cái gì nữa? Bớt tính bạo lực đi. Tức là bớt đánh em đi đó. Không, tại vì đôi khi vợ em tối mất ngủ, em đang ngủ mà dặn bớt. Nhưng ông trời giáng xuống chẳng ngủ được dặn. Rồi, còn em thì sao? Em cũng không muốn chồng em gì nhiều, chỉ là anh cứ như vậy là em vui. Cứ như vậy vui, đôi khi lại ghiền, lại nghiện cái tiếng mà. Giấy tiếng bom. Ôi, bây giờ vậy nè ha. Chị có một cái cảm nhận về cái cuộc sống của vợ chồng em là như thế này. Ra thì tưởng là nhỏ nhưng mà thực ra nó không có nhỏ đâu nha. Tại vì như này, nãy giờ nói chuyện với bạn chồng á, lâu lâu có để ý nhìn vào cái đôi mắt của bạn chồng. Có những cái lúc mà
Bạn nói cái cảm xúc của bạn á, giống như một cái sự mà nó tức 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 á, nó trào lên tới mắt luôn. Rồi giống như là vừa tâm sự với chương trình nhưng mà cũng vừa có một cái ý là muốn để vợ hiểu, để vợ bớt lại. Đó là cái cảm nhận của chị. Chị nghĩ rằng nếu mình không dừng lại thì nó sẽ vượt cái ngưỡng. Mà cái gì cũng vậy, từ xưa ông bà mình đã nói cái câu là tức nước vỡ bờ ha. Thì cái đó tưởng là nhỏ nhưng mà nó không nhỏ tí nào. Còn đương nhiên em còn nhỏ quá, 20 tuổi mà để mà gọi là bước vào cái cuộc sống vợ chồng á, thì chắc chắn là những cái cá tính của một đứa con nít chưa thể nào hết liền được. Đó, tuy nhiên mình không dựa vào cái chuyện đó để mình bạo biện cho cái việc trẻ con của mình. Bởi vì sao? Nếu mình chưa lấy chồng thì thôi, mình cứ việc như thế qua thời gian thì bắt đầu mình từ 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 mình chững chạc lên. Nhưng mà khi mình đã lấy chồng rồi thì mình phải nhớ là mình là một người phụ nữ trẻ, một người vợ trẻ chứ không còn là con nít nữa đâu. Theo chị là nếu như em đã nói được cái điều là em muốn chồng như vậy thôi là em vui rồi, thì có nghĩa là hiện giờ em đang sở hữu một ông chồng quá hoàn hảo, thì mình đừng bao giờ để mất đi cái vật quý mà mình đang sở hữu. Thì nếu khi em thực sự yêu chồng thì tất cả những cái điều mà anh muốn là em sẽ dẹp bỏ được hết. Bởi vì chuẩn bị cái cơn lên à, tao nói cho, thì tự nhiên mình suy nghĩ làm vậy thì chồng mình tổn thương, người ta còn coi chồng mình ra cái gì nữa, đúng không? Có nghĩa là mình tôn trọng mình trước thì người xung quanh mới tôn trọng chồng mình. Đó là cái điều em nhớ điều đó. Sau này cũng vậy, khi mình có con, mình tôn trọng chồng thì con nó mới tôn trọng ba, ngược lại ba tôn trọng mẹ thì con nó mới tôn trọng mẹ. Đó là một quy luật muôn đời rồi, em hiểu không? Ha. Rồi thay đổi, chúc tụi em hạnh phúc. Rồi chào em. Thì có hai cái má phúng phính giống nhau á. Nó nghe nè, cái cặp này giống nhau quá, giống lắm luôn á. Nó nghe là có ai nói hai vợ chồng em giống nhau không? Dạ nhiều người lắm rồi á chú. Nhiều lắm. Giống lắm luôn á, sao lạ lùng vậy trời. Chào mừng hai anh em kim hai vợ chồng đến với chương trình vợ chồng son. Hai trong một, hai trong một đó. Hai anh em kim hai vợ chồng đến với chương trình vợ chồng son nha. Mời hai em giới thiệu cho mình. À, dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình truyền hình vợ chồng son. Con tên là Trương Diệu Từ, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là con là nhân viên kế toán. Kế toán. Chào Tần. Rồi tới con. Từ. Từ hả? Dạ Diệu Từ. Diệu Từ. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang là lái xe. Tuấn Từ. Tuấn Từ Thuận. Tuấn dẫn tờ không ạ? Tuấn Từ Thuận. Từ Thuận. Ba tờ. Ủa nó nghe nè, con lái xe gì? Dạ con lái xe du lịch. Vậy hả? Dạ. Chắc đi thường xuyên nha, đi nhiều à nghe đúng không? Dạ đúng rồi. Xe du lịch là phải đi nhiều rồi. Dạ đúng rồi. Bên này chắc ghen lắm không? Dạ, có không ghen gì mấy. Thôi để chút mình vô hỏi sâu. Hỏi sâu ha. Thôi bây giờ Tuấn Từ. Sao gặp nhau được ta? Kể nghe coi. Đoán nữa. Thôi không đoán đâu ơi. Đoán chặt lất hoài, suối hoài. Suối sâu mà mắng vô mặt tôi. Ừ, tôi đoán. Sao đoán nào? Thì bé này đi du lịch. Chúng cái xe của cô này nó lái. Đúng lái không? Xe thấy gặp lái thấy... xe tự nhiên coi như nhỏ bước lên xe cái trời mình quá vậy, sao giống em mình quá vậy, sao giống mình quá vậy hả? Rồi hai nhỏ kia cũng hả, sao cho tài xế giống mình y chang vậy. Để tâm sự với nhau, tâm sự với nhau, để nhau sau cái chuyến xe đó, để nhau rồi. Đúng không? Đúng không? Dạ không. Dạ. Hai chị em mình không có dính gì, làm thầy bói được. Rồi sao thôi giờ hai đứa kể đi. Dạ, dạ tụi con á, trước đây là học chung năm cấp 2. Xong rồi bẵng đi 10 năm, không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook, ảnh thấy hình của con trên Facebook á. Xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Ảnh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á. Sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt, cái xong con mới trả lời tin nhắn. Cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau. Thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi. Ủa Tuấn, dạ. Chú hỏi con nè, ủa sao con lại gặp cô này, cô bạn cũ lại nhắn tin, coi như là nhắn tin liên tục vậy? Đâu, nhưng mà lúc đó tình trạng của con như thế nào? Dạ biết chứ. Lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì đang lái xe, đang đi công tác. Nhưng mà chú hỏi nè, con nhắn cho nhiều người cùng một lúc hay là con chỉ nhắn cho mình cổ thôi? Mình ơn mấy từ thôi. Nhắn cho mình ơn đó thôi. Mà lý do gì mà con lại thả tin nhắn nhiều đến như vậy, trong khi người ta chỉ có tin con nói? Ông lúc đó thì đang chạy lấy xe mà đang ngồi đợi khách, thì con lướt Facebook á, con thấy cổ đăng hình. Thì con vô mới thấy bạn quen, bạn cũ, thì mới vô mình mới thả tim. Rồi mình nhắn comment lên. Thì bẵng mấy ngày sau thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó. Đúng luôn á. Lúc đó con có bồ chưa?
Dạ chưa. À lúc không con chưa có bồ. Dạ, à. Còn Từ thì sao? Dạ lúc đó con cũng chưa có bồ. À. Kiểu là con lúc đó con cũng không có tin vô cái chuyện tình yêu á. À. Cho nên là ai nhắn tin nhắn thích thì trả lời, không thích thì thôi. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà bữa đó con buồn gì mà không trả lời Tấn vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện xảy ra trong công ty cái chuyện con ép. Dạ đúng rồi, cái con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Cái mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhom nhách à. Chắc bằng 1/3 bây giờ, xong rồi hay đánh lộn trong trường, rồi hay bị mời xuống bàn giám thị. Cá biệt đó. Dạ đúng rồi. Hay gặp chung với nhau với bạn giám thị á chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau cái xong rồi ghét nhau lắm. Ngồi sau lưng bàn của con nữa, xong rồi mỗi lần quýnh lộn á là đẩy cái bàn lên. Cái con nói hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao hả, học không là học tới ngày quýnh lộn. Rồi hả, gặp cô chủ nhiệm con bắt kèm học thêm nữa. Cái con ghét con đâu có kèm đâu. Con cứ hả, mỗi lần chỉ bài á là con cầm cái giấy con đánh vô đầu. Sao ngu quá vậy? Chỉ bài không hiểu hả? Trời ơi, sao tội nghiệp ông bà con ba đời quá vậy không biết nữa. Có nghĩa là trời. Ông bà mình nói ghét của nào trời trao của đất bà đúng luôn. Thiệt. Lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét lắm. Trời ơi, nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Ừ. Tại cô Hồng Vân biết không, lúc đó là hà chồng con trong đội tuyển á, hà điền kinh của trường á. Cái xong mà được thầy thể dục thương á, cái lúc nào hà cũng chảnh chẹ. Chảnh chẹ. Con ghét lắm. Mà không phải là ảnh không chịu học không được nha, mà cái kiểu là trong giờ học á thì cứ bắt đầu hà lấy đồ giật tóc con, đánh con phá. Mà ghét cực kỳ luôn. Nhưng mà lúc đó Tuấn ghét nhỏ này hay thích nhỏ này mà chọc người ta vậy? Đó. Chắc khoái đúng không? Không có, tại trong lớp, trong trường mà mình đi mình chọc hết người này tới người kia vậy. Vậy đó hả? Chọc dạo ông... vậy đó hả? Thầy ổng cá biệt. Ổng cá biệt. Nhìn kỹ đi, ổng giống như trai em vậy đó. Đúng không? Ổng giống như trai anh vậy đó. Bây giờ em hình dung cái cảnh nhỏ ngồi xuyên đang học thì... Đúng rồi đó cô Hồng Vân. Đúng không? Y chang luôn. Mà không đánh lại nó. Đúng rồi. Nó giỏi đánh lộn quá mà làm sao mình dám làm gì nó đúng không? Lúc đó là con chỉ đứng tới nách của ảnh thôi đó. Thấy chưa? Trời ơi, đánh lộn quá mà. Cho nên anh nói nè, cho nên chú nói nè, cho nên là sau khi gặp lại nhìn thấy cô gái này có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái thời đi học rồi. Cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ. Dạ, đúng gặp rồi. Lại cổ đúng không? Dạ lúc đó tại vì do mình lướt mình thấy hình thì nó cũng dễ thương, lúc đó mình chưa có người yêu nữa. Thì mình mới nhắn tin vô cho cổ. Đó thì mình mới kêu là sao hôm nay từ mặn mà vậy. Mặn mà đâu, đậm đà. Đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái con hỏi ủa đậm đà là sao anh? Cái nó chai nước mắm đậm đà em. Trời ơi, con nghĩ trong bụng ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta hả như chai nước mắm vậy. Khen ta là nước mắm á trời. Kỳ cục ghê luôn. Thật sự luôn, ông Tuấn thì thiệt á. Cũng may đó nghe, ông không có so sánh con á là coi như là giống như chai dầu ăn á. Không, lúc đó con ốm lắm chú Quốc Thuận, lúc đó con có 57kg à. Còn bây giờ con tới 67-68kg lận. Là từ lúc quen ảnh là lên ký đều đều luôn. Rồi bây giờ kể tiếp cái câu chuyện nè, sau khi nhắn tin rồi hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp? Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp dạ, nhau ngoài. Lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, một cái thằng mà nó hay nắm đầu con hồi đó đó, thì con thấy ảnh có cái gì thay đổi không? Và có ấn tượng gì cái thằng mà nó hay giật đầu. Con sợ bị đánh á. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm, còn bây giờ á bự ơi là bự luôn. Xong rồi hả con sợ tôi chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con mấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai vậy nói chuyện dễ thương hiền khô à. Cái xong rồi kêu ảnh hello em chào anh, lâu quá không gặp. Cái xong á ảnh cũng cười không mà không nói gì hết trơn á. Rồi xong rồi sau đó là coi như sau cái lần đó là coi như quyết định là cua bằng được thì thôi đúng không? Lúc đó thì con nói chuyện bình thường thôi, thấy cũng nói chuyện cũng hợp ở trên tin nhắn rồi. Thì ra mình hẹn hò nhau, mình hẹn cà phê vài lần thì cũng thấy nói chuyện cũng thấy có vẻ hay. Hợp trúng cái gu của mình đang muốn kiếm. Cho nên quyết định cua luôn. Dạ, quyết cua nhỏ bạn. Cua nhỏ bạn. Nhưng mà khó không Tân? Khó. Dạ, cũng nói khó cũng khó mà cũng dễ mà. Đâu mà cua kiểu nào bây giờ, chiến lược của con là con cua kiểu nào? Con chia sẻ coi. Thì con cũng nói chuyện rồi mà mình hiểu được cái tâm lý của chị á. Mình có đón đúng vô cái tâm lý của chị. Xong rồi bị siêu lòng. Rồi lâu ngày cái là nó sao con sơ hở gì vậy cho tao nắm tâm lý vậy? Cô Hồng Vân chú Quốc Thịnh biết sao không? Lúc mà cua con á là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều trở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng ngoại trừ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực
bên con luôn. Con không đi đâu được hết trơn hết á. Con muốn đi chơi với bạn, ảnh cũng qua ảnh chở con đi chơi với bạn, xong rồi ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con, xong rồi chở con về. Đó. Như vậy là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh. Cái chiến lược bảo mật thì đã thì sao đi không, hiểu không đó là con chưa có cảm tình gì hết. Con chỉ muốn là chơi cho, ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn rồi nói chuyện, có người chở đi chơi này nọ. Lợi dụng nó đúng không? Không, không có lợi dụng, mình có tương tác, không có lợi dụng. Rồi bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? À, chắc cũng 2-3 tháng con mới bắt đầu siêu lòng nhiều. Mới đầu là chỉ là thích thích thôi, xong rồi thương thương, rồi sau này mới yêu. Yêu. Chú hỏi thật lòng, con có bị, con có nhớ là cái câu nói ngày xưa con nói là là ai xui là ba đời mới lấy cái thằng này. Con quên luôn đó chú Quốc Thịnh. Xong rồi tới lúc mà con gặp lại bạn của con á là cũng chơi chung với ảnh luôn á. Là bắt đầu bạn con chọc đó, mày thấy chưa, hồi đó mày nói hả xui ba đời lấy chúng ổng, bây giờ mày lấy rồi đó, mày sáng mắt mày chưa. Coi như là lúc mà gặp là quên câu đó rồi. Bây giờ nè, bây giờ nè, khi bắt đầu mà tụi con yêu nhau rồi là sau 4-5 tháng sau đúng không? Dạ không. Là con mới yêu bạn này. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng không, là con có mới có cảm tình với bạn này. Ừ. Là lúc đó là con có cho bạn ấy nắm tay hay là có cho bạn hôn con hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi. Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á. Trời ơi cái bụng mở bóp đã lắm. Bóp bóp tưng 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 tưng. Tức là sau khi mà 3-4 tháng mà bắt đầu khi con đã cảm thấy con yêu rồi, đó là con ôm luôn á. Hay là không, cái ngày đầu tiên con gặp là con đã ôm luôn. À, là ba khoái luôn rồi đó. Sao mà khó khăn dữ vậy ta. Vậy mà vẫn chưa yêu người ta nữa? Dạ không, yêu nó khác, mình quen, mình ôm. Kìa là thích, đúng không? Rồi, thích, chỉ thích thôi. Thích bụng bự cho nên ôm vậy đó. Rồi bây giờ thích nè, rồi ôm cái bụng bự, rồi lúc yêu rồi thì là ôm cái gì? Mình ôm tới những cái bộ phận khác trên cơ thể. Rồi lúc đó có cho người ta hôn không hay sao? Mình phải hôn xong rồi mình mới tiến xa hơn. Nhưng mà nè, Tuấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Tức là nó phải có một cái động thái, nó phải có một hành động. Đó. Lúc mà mình con hẹn gặp cô ấy rồi là khoảng 2 tuần sau là con đã, lúc đó con đang đi công tác nữa. Thì ở ngoài Phan Thiết lần mà mình về, lúc mà con chạy xe về á, con nói tối con về con sẽ gặp. Thì tối con về tới thành phố, vô tình về tới thành phố bị kẹt xe quá, về tới thành phố tới 10 giờ. Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn, xong con hẹn bạn này ra. Thì ra đó khoảng tầm 11, qua nhà bạn rồi khoảng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ. Qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Coi như là ông qua giờ Linh đó, trời ơi sao mà chị em với nhau quá. Ừ. Trời ơi 50 năm sau là chắc có lẽ là coi như là hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi, à. Nói một lượt á. Mở mở ra cái nói lượt á. Rồi, sao con? Qua ngày mới đúng không? Đúng rồi, đúng cái ngày, tại vì con thấy cái ngày 30 tháng 3 nó đẹp hơn. Con tỏ trời là 29 đúng không? Ngày 30 đẹp hơn ngày 29 đúng không? Cô gái mà phải chọn số nữa chị. Rồi, vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ, dính liền. Chịu liền luôn đúng không? Đâu đâu. Rồi vậy là hết rồi. Chú muốn biết là con tỏ tình sao, con nói sao? Thì con cũng nói thì sau một thời gian nói chuyện rồi thì thấy mình hợp nhau, có nhiều cái nó chia sẻ được với nhau thì thôi từ làm bạn gái Tuấn nha. Lúc đó con lấy chiếc nhẫn trong túi con ra nữa, chuẩn bị sẵn rồi, con quỳ xuống rồi con làm tỏ tình thôi. Chỉ bị siêu liền sao? Siêu liền có đeo nhẫn luôn không? Dạ đeo luôn chứ. Bây giờ cái nhẫn nó còn không? Dạ còn, nhưng mà giờ mập quá đeo hết vừa rồi. Rồi sao, rồi có hôn nhau cái nhẹ không? Thì hung đậm không, hung đậm không? Không, hung nhẹ thôi. Hung đậm. Cũng đang ngại. Lúc đó còn nhát lắm chú Quốc Thịnh. Rồi. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau. Rồi có thuận thảo không? Hay là có khắc khẩu không? Thường là bạn bè hay khắc khẩu hay gây nhau có cãi lộn không? Dạ có, thời gian đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay, chia chân rồi hả, đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Xong rồi hả, nói chung là làm mấy cái chuyện khùng điên cũng có nữa. Khùng điên là sao? Giống như bữa đó con đi làm về, xong rồi tới 10 giờ tối, gần 11 giờ. Cái nói anh ơi, em buồn quá, anh chở em ra Vũng Tàu chơi đi. Cái xong chở con ra Vũng Tàu thiệt. Cái ra tới ngoài 3 giờ sáng, cái tụi con đi vô mini stop ăn uống xong rồi. Tới 6 giờ sáng tụi con đi ăn bánh khọt xong tụi con đi về. Chà, hai đứa này nó bận dữ chị một. Thì đó. Bận quá đó, chị ơi. Nó ra nó hưởng thụ ghê. Trời ơi vậy đó, hai đứa đi xe máy chở nhau đi. Dạ, 6 giờ sáng hôm sau cái tới 7 giờ con đi làm. Trời ơi, không công nhận khùng điên thiệt, cả một đêm không ngủ luôn. Dạ đúng là một đêm không ngủ luôn. Thật sự sao cái... phải ăn hải sản hay sao? Vô mini stop giống như Sài Gòn đó, có. 3 giờ sáng lúc đó không ai bán hết chú Quốc Thịnh. Thì đó, bởi vậy nhưng mà còn ăn bánh khọt cho bằng được rồi mới về. Bánh khọt nó ngon. Rồi sao còn chuyện khùng điên gì nữa không? Đi làm bữa đó có ngủ gật không? Dạ không. Mà ông này ông lái xe mà ông dám thức nguyên một đêm vậy. Dạ qua mai con nghỉ luôn chứ.
Tại vì lái đâu có nổi nữa hả? Rồi bây giờ nè, có những cái chuyện mà khùng điên nào mà trong cái hoàn cảnh là hai đứa chia tay chưa chứ? Dạ chưa có, có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quà trước. Mà đợt này chia tay lâu lắm, anh không nhắn tin làm quà. Cái con mới tức quá, mà con cũng không có thích là Hà phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm, Hà con lấy dao lam á, con gạch lên tay. Mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa, gãi cũng không có được, cho nên gạch chấm ra. Cái xong máu nó cũng rỉ tí xíu à. Cái con chụp hình cho bạn con coi. Cái bạn con á, Hà chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tức lúc đó, khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con sao? Thì con thấy, con cũng coi trên báo, trên mạng đồ, thấy rạch tay, thấy rạch dữ lắm. Mà sao vậy, cái chấm như mũi chích vậy. Rồi xong con sao, con sợ không? Lúc đó còn cũng hơi run, sợ chỉ làm thiệt. Thì là sao? Lúc đó con mới nhắn tin cho chị. Nhắn tin chọc tức con. Sao? Gửi lại cái hình cho con đấy. Ủa em, nhắn tin là ủa em, gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời này ác ghê vậy. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm, nói nghĩ sao vậy, tôi gạch tay vậy đó để máu rỉ từ từ rồi Hà nó chảy ra rồi Hà mình mới chết được, chứ Hà gạch một lần nó chảy hết một lần rồi đâu có chửi lộn được nữa đâu. Đó xong rồi Hà ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chưa em. Cái Hà con nói là ăn rồi, mà mới vừa Hà đặt Grab bay kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con, ủa em ship gì vậy? Em kêu thuốc chuột. Rồi sao? Cái là trong cái khoảng thời gian nó nhắn tin, vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật đật chạy tới liền. Cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp vậy? Đặt nhiều nha, chứ tướng em như voi á, đặt hộp uống không có chết đâu. Trời ơi, thằng quỷ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin, vừa nhắn tin chọc tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chỉ rồi. Tức là nó chọc để cho đừng chết á, tại vì tức quá chưa tức chết quá. Được phải chửi. Phải chửi đó. Đó. Nhưng mà thật ra là con biết là chắc ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu đặt tay mà chấm vậy. rồi xong rồi, tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới? Tụi con yêu nhau tính á là 6 tháng là cưới. Nhưng mà vướng một số vấn đề tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy 2 năm. Vấn đề gì vậy con? Đầu tiên á là con vướng tang ở nhà. Lần thứ nhất, lần thứ hai á là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5, xong rồi lần thứ ba cũng là vướng dịch Covid luôn. Hà dịch. Đúng. Ví dụ dịch này thì hại nhiều lắm. Dạ, hại nhiều cặp đám cưới lắm. Vậy luôn. Vậy là mới cưới đây hả con? Dạ đúng rồi, mới cưới tháng 10 năm ngoái. Như vậy là được 6 tháng. Mới 6 tháng thôi. Như vậy là các con cũng đã yêu nhau rất là lâu. Dạ đúng rồi. Có thời gian đúng không? Rồi cứ là... vậy rồi về. Hôm qua phần 2 đi em. Phần 2 đi. Ừ, phần 2 đi. Là sao nè, cái tính xấu nào Tuấn nói trước đi. Dạ tính xấu của cô Từ, cô Từ có nhiều tật xấu không? Dạ thì cứ từ cưới xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Dạ. Chỉ ví dụ ví dụ là trước mắt là đã bừa bộn rồi mà con gái mà bừa bộn rồi nhưng mà con nhìn vô khó chịu lắm. Thí dụ coi cái bừa bộn nó cái độ nó cỡ nào. Dạ thì cái giỏ làm việc mà cổ hay đi làm á thì trong đó thường là cô Vân hay chú Thuận gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng, thì lúc mà con vô tình con soạn ra á thì trong đó toàn rác không à. Tại đồ bác ăn xong bỏ cái gì xong quăng. Không, con không có dục rác. Mấy cái giấy tờ mà rác xong phải xé xong cũng bỏ cho ổng. Thì đó, đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn anh mấy cái đồ quen mà của chị á thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, chị gọi về cho con hỏi ủa đồ em để đâu. Trời, là con phải chạy về lấy. Thì con có ủa đồ của em mà sao anh biết tưởng nằm đâu mà anh kiếm. Đó, đã bừa bộn vậy rồi. Đó, còn không chịu ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chị dạ, cái tướng này mỗi lần mà dễ sợ, nhưng mà nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con ốm bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài con sẽ để trên cái bàn nhỏ. Khi nào con cần con sẽ giơ tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh phải đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sách vở. Còn á Hà, mỗi lần mà con xài xong anh để xuống là bắt đầu á anh đem lên, anh cất lên, anh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nghe. Dạ. Rồi giờ dạ, tiếp tục đi con. Đó. Còn tính xấu nào nữa không con? Cũng hay cằn nhằn. Dạ. Cũng cằn nhằn. Coi như là bà bừa bộn nè. Cằn nhằn. Bà lề mề không? Còn bà có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm á con. Thí dụ lề mề thôi.
Dạ. Có một lần thì lúc mà chuẩn bị mình đi đám cưới á, thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Thì bà con cũng sợ bà lề mề. Thì 4 giờ, 5 giờ cũng kêu bà đi chuẩn bị hết rồi. Mà lúc mà con đi xuống ở dưới đó, con đi làm hết mấy tất cả rồi, mặc đồ, đồ xong hết, dắt xe, đồ xong hết, chỉ đợi bà ra đi thôi. Mà tới đâu hơn nửa tiếng sau nữa, lúc mà con kêu bà mới chịu xuống. Mà không biết ở trong nó làm gì nữa, trên nó làm gì nữa mà lâu. Mà trang điểm lề mề nè. Đó, lề mề rồi còn cái gì nữa không? Có nhây như không? Có mấy người nghe đi tắm một lần nghe là đâu nửa tiếng, một tiếng đồng hồ luôn á. Dạ, vợ con là lề, vô địch rồi. Dạ, không biết vô trong toilet làm gì, tiếng mấy mới ra. Thì là lề mề đó. Là vô trong toilet là một tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ, cũng nhây á. Vẫn nhây mà. Ví dụ, vẫn nhây sao? Nửa đêm, nửa hôm đang ngủ 12 giờ, cái tự nhiên giận đầu nhau giỡn. Giỡn gì giờ đó trời? Chọt lét nhau rồi, tự nhiên bà ngủ không được, cái bà chọc con rồi. Mà trong cái đó mai con nói, con dặn là mai con đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi. Mà bà cứ 12 giờ bà chọt à. Trời, tại vì bà lây con đó, ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chứ. Ừ, đừng có huông á. Đừng có huông á, cái này nó thích 12 giờ, sao qua 12 giờ kia. Đó. Rồi, là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó, nãy giờ không hớt lắm, muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm rồi phải không? Đúng nóng rồi, lắm. Trời, con nhiều. Nóng ngỏ lắm rồi đó. Tức ảnh nó hà lạ hà lề mà. Cô không có nghĩ đi, mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình nào lạ hà, mình tẩy tế bào chết, xong rồi mình sơ sức kem dưỡng da, mình gọi đầu, mình xả hấp dầu, rồi mình xả, nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn. Xong rồi lâu lâu thì mình phải soi gương lạ hà, à mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không, hay là râu mép rồi hà, lông mi có rụng cọng nào chưa đó, thì mình thơm tho sạch sẽ lúc nào cũng hỏi ừ em ơi sao em thơm vậy, mà không có nghĩ là con phải ở một tiếng đồng hồ trong hà toilet. Rồi làm biếng, ảnh rất là biếng đi tập gym, ngủ đi tập gym, mà mỗi lần đi tập gym á là ảnh thôi anh mệt lắm, anh lười lắm, nè anh sốt rồi nè, anh đau bụng quá à, anh đau đầu, đủ lý do trên trời dưới đất luôn. Có một bữa ảnh đi tập gym xong rồi hà, bữa đó là con không có ăn, con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi, ảnh cũng bắt chú con uống nước ép luôn. Xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ, cái bắt đầu á hà đổ mồ hôi, kêu em ơi anh lạnh quá, anh sốt rồi, run cái khều khều con, em lát mà hà anh giật á, em lấy cây kim á em chích 10 đầu ngón tay anh nha, cho máu nó chảy ra coi trên bị tăng xong á. Cái xong rồi hà, rồi con biết cái màu rồi, đói quá chắc đói á, tụi biết á. Xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn nó, xong mà tỉnh liền. Cháo gà thì là cháo là có con gà, thịt gà đàng hoàng, nảy xuống á nấu cháo gói bỏ khô gà. Gọi là cháo, cháo gà đó chứ một gà, cháo gà đúng là cháo gà. Cháo gói có con thịt khô gà là mình cháo gà. Xong con sợ ăn thịt không á là xong không có hạ chất xơ, con phải bỏ lá chanh vô nữa, con bỏ thêm mấy miếng ớt vô luôn, ăn cho nó tỉnh đó cô Hồng Vân. Nó gọi chính xác là cháo khô gà lá chanh đó con. Rồi đã còn gì nữa nè? Có một cái tật là lúc mà chưa quen á, á không chưa có cưới á, là ảnh á mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á là em ơi em đứng đây đợi anh xíu nha, anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra, mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á. Đó xong ông sĩ diện đúng đó. Rồi rất là lịch sự luôn. Cưới về con sáng con vô con đang đánh răng, em mở cửa gì vậy, anh đau bụng mở cửa. Cái xong con phải mở cửa ra nó. Cái mỗi lần mà con đánh răng, cứ đánh răng là anh chạy vô, đánh răng là anh chạy vô. Cái xong ai hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy, nói mỗi lần anh nhìn em á anh mới cảm thấy thỏa mãn, anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh. Trời ơi em biến thái quá tôi. Rồi có tiếp những... đi con. Dạ. Tiếp đi, tiếp trời đi. Nhiều cái lắm, để con ngồi lại con kể tiếp. Lúc mà mới quen á là ảnh có nói với con á là 1 tháng 30 ngày là sẽ chiều con, 24 ngày còn 6 ngày á là những cái ngày con rụng dâu á là sẽ không có chiều con. Xong cưới về đi tỉnh hết 2 tuần có khi 3 tuần, còn 1 tuần á xui á rơi trúng cái ngày con rụng dâu á là nguyên tháng nó con treo mỏ luôn. Thiệt là giờ biết làm sao giờ ta. Giờ em nó đi em nó đi xa rồi ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ sao giờ. Nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không? Dạ có, mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi sáng nay nhớ ăn phở bò, bỏ thêm đậu hành, thêm một cái lòng đào nữa nha anh, tối nay mình về miêu 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 miêu. Là anh hiểu rồi đúng không? Là hiểu. Hay quá. Thôi vậy được rồi, tại vì do hoàn cảnh đó, hoàn cảnh nó đẩy đưa, thấy không? Dạ đúng cho rồi. Cho nên là ảnh lại đi làm mà.
đi làm mà đúng không con? Dạ. Chứ cũng mà lúc chưa cưới con không biết làm sao, lúc chưa cưới ở Sài Gòn miết luôn á, là khảo bài đủ luôn mà không biết sao đi tỉnh về, cưới về xong đi tỉnh miết luôn, không biết có trốn con không nữa. Mẹ hỏi đi. Anh trốn em không? Không, công việc mà sao trốn. À, về có như là tiền bạc là kinh tế là cô ấy giữ hay sao? Dạ thì lương con cũng biết thôi. Dạ. Dạ tại vì bây giờ mình trả lương qua thẻ mà nó có cái chế độ internet banking á chú Quốc Thuận. Xong rồi mày con vô điện thoại ảnh luôn là con cài sẵn cái chế độ mà chuyển tiền tự động. Giống như ảnh lãnh lương ngày 25 đúng không? Con sẽ cài ngày 30 tự động tiền của ảnh qua thẻ con, không cần phải nhắc. Trời ơi, hay quá. Cái này chắc chị phải chỉ cái này cho con Liên nghe em. Chỉ gì vậy? Chỉ cho nó xài cái chiêu này hay mà. Trời ơi, chỉ làm gì? Trời ơi, bảo quán xuyến hết luôn á chứ. Mà thôi đừng có chỉ, cái chuyện của ta mà. Kỳ cục đó. Nó chứ con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè? Dạ, con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để là giảm cân có tốt cho sức khỏe. Rồi bớt nóng tính cọc cằn. Rồi thương vợ xíu. Thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn. Còn con sao? Tấn? Dạ, con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn. Với lại bớt hay tính con nít trẻ con. Dạ, vậy thôi à. Chỉ tính bừa bộn vậy thôi. Bây giờ 6 tháng này, hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở chung nhà đó, đúng không? Dạ. Thì là còn phải kềm chế nhiều nữa. Tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi. Lòi hết tính xấu ra. Có gì lòi hết. À, xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè. Bây giờ Tuấn nó muốn con đừng bừa bộn mà cô thấy cái đó hợp lý. Nói tối không là... có nói chuyện đâu cô Hồng Vân ơi. Ừ. Tối về anh coi Thế Giới Động Vật không à? Khoái hả? Thì coi đó hay mà, thà coi đó hơn thì coi mấy khác. Nhưng mà lại không có tâm sự với vợ hả? Cũng có chuyện. Hai đứa cùng coi một bộ phim nào đó rồi. Nói chung là có thể là không nói trực tiếp với nhau thì thông qua cái nội dung bộ phim đó. Ví dụ như con coi phim về tình yêu chẳng hạn. Ví dụ như đó, có những cái phim nó gọi là cái dòng phim gì đó, cái dòng phim tình cảm á, cái dòng phim đó đó. Mình coi phim đừng có coi phim bộ, coi phim lẻ cảm thôi. Tâm lý á. Cái coi cái xong cái dường như vừa con muốn Tuấn cái gì á, cái con sẽ nói trời ơi anh ơi đó cái kiểu vậy đó em thích á, em thích kiểu vậy đó, ví dụ vậy. Cái Tuấn nó chứ đó rồi em thấy không, phụ nữ mà nó không có bừa bộn em thấy nhìn nó khỏe ghê không à. Thấy nó này đó, cái kiểu vậy đó, cái tự nhiên mình góp ý nhau từ từ đó con, đối phương sẽ tự hiểu là bạn kia của mình muốn cái gì. Thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó là khỏi được những cái giây phút lãng mạn đó con. Đi có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm vô cho nó thôi chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình sống hết mình cho nhau thì hưởng đi, hiểu không? Dạ. Đó. Hai đứa có muốn có em bé luôn chưa? Dạ hiện tại là con chưa. Tại vì con còn ham chơi lắm, ảnh cũng ham chơi nữa. Ừ. Nhưng mà trước khi mà có em bé thì chú có lời khuyên Tuấn á. Dạ. Tuấn thì chắc không có nhậu nhẹt gì hả? Dạ không nhậu, bụng nước ngọt không phải bụng bia. Tuấn phải thật sự là giảm cân. Dạ. Giảm cân tại vì mập quá nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Dạ. Nghe Tuấn nghe. Ừ. Rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Chúc em bé tốt nha. Rồi.